Lỡ thế nè, có một cái áo tôi bận hoài hả? Không bây giờ tôi gặp một áo không tiếc lắm, tôi mừng lắm. không uống chè của mũi ra. À, chồng tôi á, ổng té, ổng nằm dưới đất, ổng ướt mênh mông, nó kéo lên giường kéo không nổi, ổng nằm dưới la dưới á, miệng tôi lại kéo ổng, ổng quánh ma nhập ổng, tôi kéo ổng, ổng quánh nó. Ok, ổng có bận quần áo không? Bạn quần của cháu đi. Hả? Bạn quần của cháu. Ổng hút chi bận. Lấy cái mền chùm lại. Ổng chịu bận không? Không hả? Không thôi. Lấy cái mền chùm lại. Mền không có, có giải nè, giải để hờ hờ nè. Giặt rồi để đây nè. Quá trời, ở đây như cái bẫy ghét luôn mọi người. Nè. À, nó bận rồi. Trời hơn cái bẫy ghét nữa. Ổng thích bắt là ổng lên không được, tôi mới tháo cánh cửa đằng sau tôi lót cho ổng lên đó. Kìa chùm ổng lại đàng hoàng lú cái đít kìa kìa. Sáng một đêm ổng nằm dưới nước không à. Mơ gì Phật. Nệm Phật thì bớt mà ổng không nệm. Ổng bị gì? Nệm Phật thì bớt ổng không nệm. Vậy đó. Nệm Phật đây. Nè, con cá chê nè. À, mơ gì Phật. Con cá chê đó. Kho đi. Để đây một hồi nữa lau dọn dẹp rồi hả, ăn sáng rồi. Sao mà để cho ổng nằm gì kỳ á? Trời ơi, ổng nằm dưới đất không à, rồi tôi kéo ổng lên, ổng quánh ổng đạp tôi. Rồi tôi với ổng thức sáng một đêm luôn, ổng tôi kéo ổng, ổng quánh tôi kéo lên giường không nổi, để đây là ổng bò lên giường. Sao chú nằm đây không lên giường chú? Lên không nổi. Ổng, ổng tai biến quá chừng rồi. Ổng quanh cánh tay hờ hơn nè, đi trời sắm được cái này nè, cho ổng đái vô đây nè, đi sắm cái này cho ổng đái rồi mua mua cái chết. Này cho ổng đái ổng ỉa rồi ổng cũng chết, không chịu chết, nữa chết sớm quá hả gì chứ ổng chết sớm quá ổng không có chết ổng bệnh tai biến là mấy chục năm à bệnh là bị gì tai biến mà để ổng nằm gì sao mà ấy bây giờ kêu ổng lên ổng lên ổng lên giường nha ông lên giường sao cái giường mà lót vẹt gì tùm lum trơn gì sao mà nằm được cái giường gãy gãy bằng sắt sao gãy được trời ơi nè ổng ổng gãy ổng làm sao không biết nữa nè giường gãy hết trơn nè rồi tôi ra ngoài dậy coi nè cái giường gãy hết trơn vậy nè nó ổng lột chứ không á lột lột cái giường tôi mới tháo cái giường kia tôi lót lên trời ơi tháo cái giường kia lót lên là ổng lên không nổi ông vậy. Ông ráng cố gắng nè ngồi lên đi cho cậu này cũng lại hả cậu quay phim cho anh rồi cho bà con ta giúp đỡ để tiền thuốc mang đồ cho ông uống ông ơi khi không ổng phóng nước đất á rồi ổng đái nước ướt ông nằm ướt mình hả kéo ổng lên quánh kéo lên ổng quánh là tuy ổng quánh tôi thì tôi la nó rồi bà con đang ngủ không được ổng quánh tôi dữ lắm ông đêm hôm làm gì ghen dữ vậy hả đêm hôm làm gì ghen khóc dữ vậy ổng quánh tôi quánh ổng ổng quánh tôi á tôi kéo ổng lên giường ổng quánh tôi ổng tụt xuống ổng gị tôi nói ổng bị ma nhập bị vô nào ổng chết mấy lần rồi tôi kêu cà phật coi cứu dùm tấm minh tùng cái ổng sống lại bây giờ nách na ổng không phải cho chồng tôi nách na ổng không phải nó ổng ghét tôi lắm tôi đỡ ăn uống ổng quánh tôi vậy đó ôi không có đó hả ừ đã tôi nuôi ông đàng hoàng để đức hạnh là cho con cháu tôi sau này nó có siêu lạc nó có giấc giả người ta nuôi lại mà ông nổi lộn nào ông quánh tôi nè hồi hôm tôi kéo ông lên đây không được cái ông ngã đây nè cái mình ông đè cái tay tôi la tôi khóc có chứ mà ông cũng không buông nữa chó gà gì đâu tùm lum mất con gà bán hết trơn đi con kêu người vô dọn nhà nha không hả bị tôi để cái gì hay lật món cái từ từ lâu lâu tôi chó nó uống vô cái thùng này rồi uống vô luôn nè không có
Rồi tôi không có ai dọn nhà tôi hết, tôi để cái gì thất lạc ở đâu á là tôi từ từ tôi kiếm. Bây giờ con dọn con dục hết trơn, bỏ không, hết trơn luôn. Không đâu, tôi không có chịu đâu. Dục hết luôn. Để tôi chọn cái nào tôi không xài nữa tôi mới bỏ. Thôi dục đốt hết. Con ơi, hồi nào á tôi đi ra khỏi nhà chồng tôi chết đó, tôi có cái quần thờ lỡn thế nè, có một cái ao tôi bận hoài hả. Không bây giờ tôi gặp một ao tôi tiếc lắm, tôi mừng lắm. Không uống chè của mũi á. Hồi ban đầu tôi ở với anh chồng trước mà con cháu ổng đốt quần ảo hết, đuổi tôi ra tôi cởi quần thờ lỡn thế nè, tôi bận mấy tháng trời vậy. Hồi đó ai cũng khổ hết á, không có tổ từ thiện, không có ai cho mình cái gì á, tôi khổ gì lắm mấy tháng trời vậy. Tôi nhớ cuộc đời tôi bất hạnh. Nghe là thằng già đó nói không? Có nói nè, anh bệnh thì anh nằm một chỗ, còn tôi bệnh tôi phải lau dọn dẹp giặt đồ giặt đạp cho anh, rồi phải thỉnh thoảng đi kiếm sinh này kia lại cho anh uống nè. À, nước lạnh nước trà anh không uống, phải mưa trời thanh không đổ, mưa trời bí đau anh mới chịu uống. Nè, tôi, rồi tôi mang về tôi bệnh á thì tôi mang, còn anh bệnh anh nằm không sung sướng anh quánh tôi. Ôi nói hoài à. Cái cây này tôi cất anh không cho nè, anh giữ đây là anh quánh tôi đó, tôi cũng nghe lời anh đó, tôi đâu có dám dục cây. Đừng có nói nữa. Anh Nam Mô Di Đà Phật đây. Anh là không có đâu mẹ ơi. Tôi á, chồng tôi nằm dưới đất tôi kéo lên không nổi thì la khóc, chứ giờ tôi kê cao ráo cho chồng tôi nằm rồi. À, chồng tôi nằm dưới nước đáy nước cứt tôi kéo lên không nổi tôi mới khóc. À, tôi sao tôi ngủ được, ổng nằm dưới nước lạnh lẽo á, tới sáng tôi mới chim này lại được nè. Sao mà ông chui xuống đây làm chi? Ông chui xuống đất cái này, à. Chui xuống đất. À. Sao ông té xuống đây làm chi? Chợt. Chợt ha. Ừ. Rồi lên không nổi ha. Không nổi. Ổng nằm dưới nước thì sao? Bà phải lau sạch sẽ nè, cái nhà nè, đến hồi ông dơ, ổng chết. Bờ nào tôi cũng lao hết, bờ nào tôi cũng lao hết. Tội nghiệp ổng kìa, ổng nằm khóc kìa. Hả? Ổng khóc. Sao anh khóc? Hả? Mô nghe thằng quỷ bỏ nói không? Thôi đừng nói, đừng chửi người ta. Nó mất như là Phật đó. Người ta đã chửi mình. Cái thằng bên đây nè, nó đốt giấy tờ hết, nó Lý Văn Lộc, nó ở cái nhà này kìa. Anh nó cũng... Thôi, không có ai lấy nhà bà đâu. Rồi trứng này của ai hả? À, trứng đá lộn mà ở vòng ngoài khiến đó, người ta cúng của Hồng Cát Đảng đó, được tép rồi đó. Được tép, được trứng vịt, được thịt heo kho đó. Rồi lụm mấy trứng của Hồng mà dân đây hả? Đầu cúng của Hồng ăn, mình là của Hồng Cát Đảng, không có ai bắt mình hả? Tôi toàn là ăn cái đó không đó, năm nào cũng vậy, Tết đi kiếm đồ ở vòng khiến ăn không à. Thằng ơi. Rồi tôm đâu? Hử? Tôm ở đâu rồi? Hả? Tôm luôn rồi đây, nồi tôm đây nè hả? Không, mà không có cơm chưa nấu. Không có tôm á, tôm lụm cô hồn ở đây nè hả? Hả? Thằng ơi, bỏ cái tôm bỏ đi bà ơi, đừng ăn. Bệnh chết. Cơm chưa nấu một chút xíu nữa. Đi xuống nhà nấu cơm á, tôi nấu ổng không chịu ăn. Tôi nấu ổng không chịu ăn, bỏ dưới cái uổng của Hà một lát nữa. Chừng nào ổng đổi đi mua về cho ổng ăn. Ổng không lo, ổng không biểu á, mua về á, ổng bỏ cho ăn Hà, tôi tiếc quá Hà. Nói hoài trời. Không thương chồng sao mà nói hoài á? Trời, tôi hưởng chứ sao ổng thương, ổng bệnh ổng nằm, còn tôi bệnh tôi mằn. Ổng đáy ịa tùm lum hết, tôi dọn dẹp rồi đồ ổng dục xuống hết trơn á, phải đi giặt vũ. Nói tôi đàng hoài, cái gì lâu mà khóc. Anh á, bệnh anh nằm sung sướng, còn tôi bệnh á thì tôi làm cực khổ, mà còn tôi bị đòn nữa. Anh quánh tôi. Đó, tôi vậy đó. Tôi tính tôi đi bỏ anh rồi, tôi nghĩ lại tôi còn để đứt lại cho cháu tôi. Đó. Tôi nói hoài đi. Anh bệnh á, anh uống thuốc rất mặt đỏ hồng hào. Còn có bệnh nếu tôi còn thì giả không nè. Máu mẹ không còn.
thiếu mau mạng, thiếu mau não, rồi thiếu sắc nữa. Thiếu sắc đẹp nữa ha. Thiếu sắc, thiếu cái sắc là cái sắc, cái đe, cái chất ha. Mình cũng như con heo, đồ nó thiếu sắc á. Mình thiếu canxi đó, thiếu máu mạng, thiếu máu não, thiếu sắt đâu mình cũng còn nhá. Bị tôi bệnh lần nào cũng lấy máu thí nghiệm, nói tôi có nhiều con vi trùng lưu trú lắm. Bây giờ cái tay tôi nè, lần ấy sinh về là nằm nhà thương 3 tháng trời, bây giờ cái tay bên này nó cũng ngứa nữa. Trời ơi. Bây tôi nằm nhà thương, xin ảnh tôi nằm nhà thương, ảnh nó bỏ ảnh nhà không ai nuôi. Tôi nói đem ảnh xuống nhà thương luôn, ảnh không chịu, tôi cũng nghe lời luôn nè. Rồi từ sáng giờ cho ổng ăn gì chưa? Hả? Sáng hả? Ừ. Để coi nhớ coi có ăn gì chưa? Cho anh ăn bánh quy. Bánh quy của cậu cho đó. Khui ra cho ổng ăn. Ừ. Rồi mới khui chai nước ra, ổng uống, ổng hất đổ luôn. Ổng hất đổ luôn, tôi tiếc quá, tôi mới khóc. Tôi nói người ta không dám ăn, người ta thèm khát, gì người ta thèm khát nữa mà người ta nhường nhịn cho mình ăn, sao ông hất đổ. Ừ. Cái ông nói ông không biết. Nói ừ. Cái gì ông nói không biết không à. Ông lẳng rồi, ông không biết rồi. Hả? Ông lẳng rồi. Ông lẳng gì? Ông thất tình. Ông vậy gì? Yêu người ta bằng con cháu ông không à. Ông tiền kêu... đâu mà lần ở nước ngoài cho lần 500 đô, 1 ngàn đô mà. Ông không biết à. Tôi. Ông cho tin lần có 100 ngàn tiền Việt Nam mà. Mà tôi hết cái đó, ông chửi tụi mẹ mày. Mày đi đi, mày tiền tao giao mày, sao mày xài hết. Ông hát tình hả? Ông hát tình. Hát tình, tình ông thương ai mà hát tình? Ờ, ở tẩm người ta chứ. Trời đất ơi, à, con gái 18, 19, 20 tuổi nó đeo ổng. Ở đâu? Ở tẩm Mỹ Phú Đông á. Bởi tôi về được đây tôi mừng, ở tẩm ổng quánh rồi, ổng nhận tôi hầm cá giò á. Ổng nhận tôi hầm cá giò, cái tôi thú quá, tôi chịu nể tôi câu ổng vậy nè. Ổng mới buông ra. Rồi ổng rượt tôi chạy ngoài ruộng, ổng lấy cái tầm á, cái tầm đo lúa đó, ổng cán hận tôi. Nhà chú Minh Sức á, chú can tôi. Nhưng mà tôi cũng ráng ở, cha mẹ mình chết hết rồi. Con mình nó theo vợ, con tôi nó theo vợ tôi ở không được vậy nè. Ha, ừ. Nó tới con vợ nó ăn cơm á, bà ơi, bà đi ra xa xa, bà đừng ngồi ngay cửa. Con của vợ tôi nó thấy bà nó không ăn cơm, bà làm sao vợ tôi nó đuổi tôi luôn à, bà đi đi. Bà đừng có ngồi ngay cửa, bà đi ra khỏi nhà ngoài sân á, cho con thằng nhỏ nó ăn cơm. Rồi bây giờ, tôi đâu có theo nó làm gì nữa. Ừ. Tôi chết sống nè, tôi ở con tôi không được, anh ở đâu có được, tôi thương ảnh. Ừ. Thằng kia nó kêu tôi theo nó đi, sống nó nuôi chết nó trộn trò, bị một lần tôi tổn rồi. Ừ. Bây giờ tôi bỏ anh, tôi bỏ không được, tôi nói thiệt cái cậu tôi giận nó la, và tôi cũng thương ảnh nữa. Thương không? Thương. Thương ổng làm sao? Thương ảnh là thương ảnh cuộc đời ảnh đất hạnh, dòng họ ảnh không nuôi, con cháu ảnh không nuôi, nó gạt cho ông già ghẻ rượt quánh ổng không à. Nó vậy đó, tôi thương cuộc đời bất hạnh. Ổng bây giờ vợ lớn ổng dụ cho ổng về á, kết tinh ta hay cho về cho thằng chồng lớn nó quánh. Bị gì? Dạ, ổng theo giờ ổng 20 năm rồi, bả để đứa con giống hệt ổng à. Bị cái tin ổng còn ơ dính á. Ừ. Rồi thằng nó nói mày, thằng này nè, vợ tôi mà nó lấy trộm đẻ đứa con ra giống hệt nó. Ừ. Vì giống hệt thằng con chót của ổng đó. Rồi nó gạt cho ổng để quánh giết ổng hoài à, nên cuộc đời ổng bất hạnh, tôi thương ổng. À, con nhỏ kia nó lấy vợ, lấy chồng là cháu ông Năm Cam. Cái người đó tên Bất Kiệt Tăng. Thì giết ông đại quý đó, nó ở tù bao nhiêu năm mà nó mới về đó. Rồi thôi, cái đó không biết. Ừ. Giờ nó dẹp dọn này cho ổng ở nè. Quá trời dơ rồi nè, cứt đá gì từ đưa cho nè. Mới lâu ngoài rồi, cái này à, cuối cái cùng lâu tâm. Cứt gà nó ỉa trên đó, ngủ trên rồi nó ỉa xuống. Ờ, một chút nữa mới lau mà. Bây giờ tới trưa là lau dọn dẹp sạch sẽ hết rồi. Tôi cũng nói với ảnh á, thôi anh nằm yên đi để cho tôi lau. Chứ anh kêu tôi kè cận với anh ngồi kế anh hoài, tôi không có mần được. Rồi cậu kia cái mấy mà nãy dơ cũng không có lợi nữa. Ở dơ là không có lợi à. Sạch mới được. Anh ngồi vậy coi. Vậy. Anh ngồi vậy đi cậu á, quý vị anh cho anh, cho gặp anh em của anh. Cậu ơi, dùm cái phim cho anh này để cho mấy anh em ảnh ở ngoài cho thấy ảnh khổ, để mà ảnh thương ảnh giúp đỡ thiền ơi. Thôi. Ảnh không mần gì được hết.
Ông không có xài nữa đâu, cần tiền, ông chỉ cần ăn uống đầy đủ à. Thì cần tiền ông mua nấu nướng và ảnh ăn. Bà đi lượm mà cái đồ cúng cua hồn cho ông ăn. Không có, ảnh ăn cơm hộp không à, tôi nấu nướng ảnh không có ăn. Rồi lượm bắt đầu tôi cúng cua hồn nướng dọn là ảnh hất bỏ cho nó. Ảnh đề ăn cơm hộp cơm tiệm không à. Mới mua rồi cho ảnh ăn, ngày hôm qua tôi mua rồi tối ảnh không ăn, tới thiêu rồi tôi ăn. Nên bây giờ sáng này á, tôi mua bánh mì rồi đó cho ông ăn. Nào khuấy sữa rồi cho ông uống rồi. Rồi thôi giờ dẹp dọn đi, đang sạch sẽ nè, trời dơ rồi. Dẹp dọn đi. Bây giờ tôi dọn dẹp, ông nằm đây nha. Anh nói với cậu này để cho anh nói chuyện với anh Tống Đức Năng đi rồi anh có tiền. Hả? Anh vậy làm sao anh có tiền? Phải đó. Anh nói chuyện anh Tống Đức Năng, anh cho anh tiền hoài mà anh không biết. Rồi là tiền đâu có nhiều mà nuôi anh. Tôi tính đem anh đi xét nghiệm đó. Coi sao mà anh ngủ nữa đêm anh ra máu hồng quá chừng nè. Anh ra ngủ nữa đêm đó cậu. Anh ra máu hồng đó tôi. Hồi nào? Cách nay là cũng 5-6 ngày à. Anh ra máu hồng cái anh nói không có. Tại cái áo tao dính cái sáng tôi quay áo quần. Vì máu không mà tôi mới mua thuốc cầm máu cho anh uống. Rồi mua thuốc cho anh uống anh bớt. Rồi người ta nói có bớt không bớt phải đem ra bệnh viện lũng phổi hay gì mới ra máu. Rồi anh không chịu đi. Rồi dẹp dọn đi.